Bieber sắp xong chương trình Văn Sơn live show in Melbourne. Hiện giờ thì Việt Thảo đang ở trên không phận của thành phố Melbourne. Một thành phố có hơn 3 triệu dân số và trong đó có 75.000 người Việt Nam hiện đang cư ngụ. Melbourne được kể như là một trong những thành phố nổi tiếng và bậc nhất của Úc Châu về kỹ nghệ cũng như thương mại. Với dòng sông Yarra hiền hòa nằm bắc ngang tạo nên vẻ thơ mộng cho thành phố Melbourne, đã hấp dẫn hàng triệu du khách hàng năm đến thăm viếng. Và Melbourne được kể như là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng. Đáo của thành phố Melbourne. Có một điều rất làm lạ là hầu như tất cả anh chị em nghệ sĩ khi vừa đến thành phố Melbourne, vừa đặt chân xuống phi trường thôi là không muốn đi thăm những cái chỗ đó, mà đòi cho bằng được bầu show phải dẫn đến một nơi, đó là phở chú thể. Chắc chắn là quý vị muốn biết tại sao anh chị em nghệ sĩ khi đặt chân đến Melbourne là muốn đòi đến cho bằng được phở chú thể, là tại vì tô phở ở chú thể quá ngon. Phở chú thể ở đây thì do cha mẹ từ Việt Nam cũng để lại, rồi cũng may mắn gặp được những tiền bối nấu phở ở Việt Nam qua đây chỉ dẫn thêm, cho nên tiệm phở mới được có ngày hôm nay. Cái gì làm cho tô phở ngon? Phở là do nước súp. Nước súp là linh hồn của phở. Nhưng mà nước súp nấu làm sao ngon này? Những môn phái ở Việt Nam thường thường họ nấu 5 vị, tức là ngũ vị. Có những vị nấu lục vị. Tôi nấu phở kiểu nhà quê của ba má tôi thì có 4 vị thôi. Anh nói thiệt đi, ngoài những cái anh kể nó có bí quyết gì hơn nữa không để làm tô phở ngon? Thường thì cũng có một chút xíu nữa. Một chút xíu nữa thôi. Nhưng cái này bí mật lắm anh Thảo ơi, không chỉ được đâu. Hầu như mọi người, nhất là anh chị em nghệ sĩ, có cái cơ hội để đi ăn phở khắp nơi trên thế giới. Cuối cùng rồi có một câu kết luận là phở nước Úc rất ngon. Thì anh có thể cho biết lý do tại sao phở của người Việt Nam ở tại Úc nấu ăn cái hương vị ngon, đậm đà và quyến rũ hơn là ở nơi khác? Những sinh vật mà sống ở nước Úc này là nhờ cỏ. Và cỏ của nước Úc. Cỏ nước Úc và nước lạnh của nước Úc này rất là tốt. Ở đây tôi có đặc biệt, tôi có làm thêm một tô tả bí lù gồm có cả bò lẫn gà. Một tô phở tả, tức là tả bí lù gồm có bò và gà. Thì như anh thể chú thể giải thích á, thịt bò và thịt gà nó phải tương xứng với nhau. Nhưng mà cái nước súp thì nước súp bò chiếm 80% và nước súp gà chỉ 20% mà thôi. Cái thịt bò Úc rất là mềm. Nó không giống như thịt bò nơi khác. Thứ nhất nó không có đông lạnh. Cái thứ hai là sắc bằng tay, cho nên cái miếng thịt nó vừa nhỏ, vừa dày chứ nó không có mỏng dính mà nó bự quá. Đây nè, cái lòng trứng non cũng vậy đó. Trứng đây hoàn toàn, gà đây không có đông lạnh, gà này gà tươi hoàn toàn, đem về làm kêu quá quá quá. Nó ngon, nó lòng đỏ, nó mềm, nó có juicy chứ không phải là nó cứng ngắc. Ở đây nè, đặc biệt một chỗ đó, do cái thịt bò nước Úc ngon mà cái bò vào viên khi cắn rẹt vào đó nó thơm phức, thơm dính vô kẽ răng luôn, chứ không phải là, xin lỗi, ở bên Mỹ nhiều khi ăn miếng thịt bò vào viên nó sẩm xay à, nó không có hương vị là tại vì cái thịt bò nó không ngon chứ không phải người làm không ngon. Thịt bò vào viên Úc ăn rất ngon và rất thơm. Cái gan gà, cái gan gà. Quá đã. Cái gan gà nó ngon lắm. Thứ nhất là cái gan gà luộc không có quá chín, chín nó khô khan. Ăn nó mình tiếng Mỹ gọi là juicy, tức là nó còn cái chất nước. Nó thơm, thơm dính vô cái răng mình luôn, thơm phức à. Cái miếng gan gà nó thơm gì đâu á. Thơm lắm. Cũng con gà mà bên Mỹ nó không thơm. Lạ luôn. Ngon quá. Có thể nói từ bên Mỹ bay thẳng qua tới Melbourne mất khoảng 14 tiếng đồng hồ. Đừng nói chi 14 tiếng, cho dù 40 tiếng ăn được một tô phở chú thể cũng xứng đáng. Một cái bức tường cao khoảng 9 feet, tức là cũng khoảng 3 thước, nó có thể nhảy qua một cách dễ dàng. Thì phần lớn đó, tất cả là đều ở nước Úc hết, chứ ở ngoài không có. Và cái vùng lân cận là có Tasmania, là cái đảo ở phía nam của nước Úc.
và ở New Guinea. Wow, đó, nó balance, balance bằng cái đuôi phía sau thấy không? Và nó nhảy bằng hai cái chân. Ok, cái tới rồi. Đó, ở trên cái đuôi của máy bay Qantas á, có hình của con kangaroo. Tại hãng máy bay Qantas là hãng máy bay của chính phủ Úc. Thì coi như nước Úc dùng hình ảnh của con kangaroo cho biểu tượng của nước Úc. Ý muốn nói là nước Úc đã phát triển, tiến bộ một cách nhảy vọt như là những bước nhảy của con kangaroo. Và đặc biệt con kangaroo nó có cái túi ở trước bụng để mà đựng con của nó. Con nó chung vô đó. Người Việt Nam mình gọi là con đại thử tức là chân bự. Dễ thương quá, anh nó dịnh hai cái tay lên nè. Ủa da đau quá, đừng bó tay. Ông James Cook là một trong những người khám phá ra Úc Châu. Khi đến bờ biển của Úc Châu thì thấy có người thổ dân ở trên bờ mang một con vật rất lạ. Ông ta mới sai người thủy thủ lên bờ để hỏi nó là con gì. Thì người thủy thủ lên mới hỏi người thổ dân, what is the name of that animal? Tức là con vật đó tên là gì? Thì người thổ dân mới nhìn người thủy thủ lắc đầu gì rồi nói là kangaroo. Thì sau đó người thủy thủ về ông thuyền trưởng, ông hỏi chứ gì tên con vật đó tên gì? Thì người thủy thủ mới nói là người thổ dân đó nói nó là con kangaroo. Thực ra kangaroo đó chỉ là cái tiếng thổ ngữ, ý muốn nói là tao không hiểu mày nói cái gì. Cho nên đó, con kangaroo bây giờ tên của nó có nghĩa là tao không hiểu. Koala là một trong những loài vật đặc biệt của Úc Châu mà không có nơi khác trên thế giới, người ta tìm thấy ở Úc Châu. Koala có một cái đặc sắc nữa là không uống nước. Nó uống lén hay không mình không biết chứ không thấy nó uống nước bao giờ, chỉ ăn cái lá khuynh diệp để mà sống thôi. Và khi nó ăn hết cái cây này thì nó chuyển qua cây khác ăn, rất là hiền. Nhưng mình có thể vuốt nhẹ trên lưng nhưng mà không nên đụng vô mặt nó thì nó sẽ phản ứng một cách nó quào lại. Koala rất hiền và nó biết người nào là chủ, người nào thân thuộc với nó. Vừa rồi quý vị thấy là nó chạy lại đến nó ôm. Bây giờ tôi muốn làm con koala quá. I say I want to be koala. Yeah, you understand that. Ngày xưa ở nơi đây 24 trên 24 hàng trăm, hàng ngàn người, thậm chí có lúc hàng chục ngàn người đến đây đổ xô tìm vàng từ Anh, từ Mỹ, từ Trung Hoa. Ở nơi đây có một cái hố rất lớn đã đào được trên 12.000 ounce vàng, tương đương với khoảng 500 kg vàng ở tại một cái lỗ một mà thôi. Hiện giờ thì cái thành phố này vẫn y như xưa và tất cả những người mặc đồng phục ở đây, kể cả police officer, kể cả những người cảnh sát, những người sống ở trong khu vực này hay làm việc, những người lái xe ngựa đều giống như hồi xưa cả. Hiện giờ thì nước chảy xuống từ trong lòng đất đi ra, chỉ bào mòn đưa ra những lượng vàng rất non, rất nhỏ. Và du khách đến đây như để tìm lại những hình ảnh của những người tìm vàng ngày xưa. Ở nơi đây cũng có những cái chỗ người ta làm những dụng cụ hồi xưa. Nói chung là tất cả những dụng cụ để đào vàng, tìm vàng. Và trong điều kiện làm không có ánh sáng đèn điện, giống như là thời năm 1851 vậy. What's your name? I'm Grant. Grant? Grant. Grant, nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, like Australia we say, good day mate. Good day mate. Good day. Done well. Tôi là một người Việt Nam ở Canada, ở Âu Châu hay là ở Mỹ, chưa từng biết gì về Úc. Làm sao để cho người ta biết rằng ở Việt Nam mình có một cộng đồng Úc mà coi như vững mạnh? Đối với cộng đồng người Việt á, thì là người Việt Nam ở đây có một cái tinh thần rất là thân thiện, cởi mở, rất là niềm nở, rất là có tình đồng hương. Em nghĩ là người Việt ở Úc rất là đoàn kết. Em không nói là ở những nước khác họ không đoàn kết, nhưng mà em nghĩ rằng là ở Úc này so với các nước khác thì người Việt mình tương đối đoàn kết hơn. Thí dụ như là có một cái điều gì xấu mà đưa lên trên báo chẳng hạn, thì bao giờ cũng vậy hết á. Cộng đồng sẽ có những cái mình gọi là rebut á, tiếng Anh nó là rebut, tức là mình trả lời lại với lại báo chí á. Thì lúc nào cũng vậy hết, người Việt mình đoàn kết và đưa những cái mặt tốt của mình ra để mình cho người ta thấy rằng là đồng ý là có cái xấu nhưng mà cũng có cái tốt. Hầu như người Việt có mặt tất cả các công ty lớn ở nước Úc này. Họ có những người mà nắm những chức vụ quan trọng. Số người Việt sinh sống ở Victoria này đó thì 75.000 người, hoặc là nước Úc này 250.000 người, rất là ít so với lại con số người Việt ở bên Hoa Kỳ hoặc là bên Âu Châu. Tuy nhiên không phải là ít người Việt mà cái sinh hoạt của cộng đồng nó không có được khởi sắc. I'm with the Vietnamese community and the president of the Vietnamese community, Mr. Paul. Thank you. Are you enjoying it? Oh yes, absolutely. This is a very proud moment for our community to participate in this parade. Are you surprised by the amount of Vietnamese community in the crowd? Oh yes, absolutely. They really want to use this opportunity to say thank you. Trong vấn đề văn hóa thì trường Việt ngữ ở đây hầu như tất cả các vùng có người Việt ở đều có trường Việt ngữ ở đây hết. Có một cái trường Việt ngữ ở vùng Springvale, tức là vùng miền đông nam Melbourne á, con số người các em đi học á lên tới gần 2.000 em.
người Việt Nam mình có cái gì xấu nhất nè bây giờ nè? Cái xấu nhất mà không dám nói ra. Xấu nhất đó, về thứ nhất là về có thể là về vấn đề ghiền cờ bạc. Có một số người ở đây mất tài sản vì chơi trong các casino. Mặt tiêu cực đó thì có thể nói là giới trẻ thanh thiếu niên đây có một số các em không những hút mà còn buôn mà còn đi. Hàng Việt Nam đầu tiên ở thành phố Melbourne, ở Victoria, mở ra năm 1979. Nhà hàng tên gì? Năm đầu tiên, tên là Vào Đời, quán Vào Đời. Quán Vào Đời. Đâu bây giờ nó phải Vào Đời nữa. Dạ, thì bây giờ đã đổi chủ rồi. Cái quán đó vẫn còn nhưng mà nó đổi tên rồi, tại vì cái người chủ đã sang lại cho người khác. Ừ. Người chủ đã mở một quán mới. Ê, con kia. Thấy dạ, bây giờ. Còn chiếc Vào Đời đây là Imperial Restaurant, tức là quán hoàng cung. Mà trước đây đó có cái tên là quán Vào Đời, và trước xa hơn nữa nó là quán Bụi Đời. Ngay khởi đầu tiên khi Linh Mục Quỳnh Sang thành lập cái quán này để là cái nơi tập trung cũng như quy tụ và gặp mặt của những người Việt Nam ly hương khi lần đầu tiên đến Melbourne, vì không có cái nơi để mà giải trí. Thì ở đây là Richmond, là cái nơi, cái khu thương mại đầu tiên của người Việt Nam được thành lập. Và quán Bụi Đời cũng là một trong những quán đầu tiên của người Việt Nam ở tại nơi này. Lúc đầu thì tên Bụi Đời, rồi sau mọi người thấy nó cái tên nghe nó có vẻ như là lang bạc quá, thôi đổi lại thành Vào Đời. Và sau này là có tên Hoàng Cung cho tới ngày hôm nay. Vô đi bà con ơi, ghé vô. À, đây là một trong những tiệm thịt heo làm tươi tại chỗ ở khu Springvale. Khu Springvale là một trong 4 khu thương mại lớn của người Việt Nam ở tại Melbourne. Đặc biệt tại Springvale là khu mới mở của người Việt Nam sau cùng. Và không phải riêng người Việt Nam, trong đó có người Miên, người Lào và kể cả người Trung Hoa. Mình có bao nhiêu tiệm thịt heo ở đây không? Ở đây hả? Dạ. Có 15 tiệm. Springvale không mà 15 tiệm thịt. Mình có bao nhiêu nhân viên ở đây? 15 người anh. Anh làm manager ở đây bao lâu rồi? 15 năm rồi. anh làm nghề bán thịt heo được bao lâu chưa? Dạ, bao lâu? 10 năm rồi anh. 10 năm? Dạ. Liên tục luôn, không có nghỉ? Liên tục không nghỉ luôn, dạ. Chuyên viên bán thịt mà. Như vậy thì có cái gì hấp dẫn anh mới làm chứ? Dạ, bởi vì tôi yêu heo yêu bò. Hiện bây giờ thành phố Melbourne là một trong những thành phố the most livable city in the world. Nó là một trong những thành phố mà được một cái hiệp hội của thế giới bầu nó lại như vậy, là cái thành phố dễ sống nhất. Tại sao mùa đông mưa? Mùa đông mà có mưa kỳ vậy? Bởi vì Melbourne này nó nổi tiếng là một thành phố trong một ngày có 4 mùa. Cái gì từng 4 mùa là một năm có 4 mùa chứ đâu có bao giờ một ngày 4 mùa. Trong đây một ngày có 4 mùa. Và người Úc có một cái người dân ở Melbourne có một cái câu rất nổi tiếng. If you don't like Melbourne weather, wait the next 5 minutes. Có nghĩa là không thích thời tiết bây giờ thì đợi 5 phút nữa nó sẽ thay đổi. Cho nên người ta đi ra ngoài lúc nào cũng phải cầm theo cái dù và cái áo lạnh. Không phải là 4 mùa mà Melbourne là 6 mùa giao hợp. Tức là xuân hạ thu đông cộng thêm mùa nắng mùa mưa nữa. Mùa nắng mùa mưa. Chứ mùa đông ta đâu mưa kỳ cục kia nè. Trong thời gian qua thì người Việt mình lúc nào cũng cố gắng phát triển cái khu vực Australia này nói chung và những cái thương nghiệp của người Việt nói riêng. Thì trong tương lai rất gần, đối diện ở nơi này, sau cái shop này sẽ là một cái trung tâm rất là lớn, đó là trung tâm Tây Đô. Ê, con này có chấp đầu ha. Chẳng những là các bậc cao niên mà ngay cả những thanh niên cũng có mặt ở đây xoay quanh những bàn cờ đánh hăng say với nhau. Cái khu nhà này trong một thời gian không xa lắm sẽ được phá sập xuống để xây dựng thành một tòa cao ốc 8 tầng, một khu thương xá có tên là Tây Đô, sầm uất, đầy đủ tiện nghi, khang trang và có thể đủ sức chứa cho rất nhiều gian hàng, mặt hàng để phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng Việt Nam tại Phú Sài. Không biết mấy ông thần đánh cờ tướng này trong tương lai đi đánh ở chỗ nào vậy? Những người Việt Nam mình ở khu miền Đông này thì đa số đi chùa Hoa Nghiêm, và thì nhà thờ trung tâm
Công giáo ở Springvale, còn những người Việt, khu Việt Nam mà những người Việt Nam ở khu miền Tây cũng như Phutray, Sena Bình thì đi chùa Quang Minh. Hello. Dạ, chào cô. Đây là một trung tâm công giáo của người Việt không thôi, hoàn toàn người Việt, trung tâm Hoan Thiện. Dạ, được ghép bởi hai tên thánh là Gioan Hoan và Tô Ma Thiện. Bởi vì cái văn hóa của mình và người Úc nó hơi khác nhau, cho nên khi tổ chức một cái gì đó nó cũng có những cái khác. Mà các cha, các linh mục Việt Nam thì cũng muốn xu hướng về cái văn hóa của mình, muốn bảo tồn cái văn hóa của mình cho các trẻ em. Với tôi thì tôi thấy rằng là đó là một cái niềm vui mừng cho người Việt, bởi vì mình có một cái trung tâm riêng biệt. Hôm nay tôi đến đây là trong cái trách nhiệm của tôi là dọn dẹp hoa của tuần vừa qua và trưng bày hoa mới cho tuần này. Hàng năm có một cái đêm thắp sáng để cầu nguyện cho những người mà cái biến cố 75 đó mà đi vượt biên rồi mất xác ở ngoài biển cả. Và đêm thắp sáng đó thì được kết hợp tất cả các đoàn thể không phân biệt tôn giáo, thì có cả linh mục và có cả các thầy đến dự. Hiện giờ thì Việt Thảo đang đứng trên dòng sông Yara, không phải dòng sông, ở bên bờ sông thì đúng hơn. Ở phía sau là những cột lửa đang bốc lên cao từ phía Crown Complex Entertainment. Ở nơi đây những cột lửa này đã thu hút du khách hàng đêm, gây sự chú ý cho du khách hàng đêm. Từ 6 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm là những cột lửa đã bốc lên liên tục, cứ mỗi tiếng một lần. Có thể nói đây là nơi giải trí, vui chơi giàu bậc nhất của Melbourne, đó là Crown Complex Entertainment. Từ thành phố Melbourne chạy ra đây khoảng 15 cây số, đi bằng high speed boat, tức là tàu cao tốc. Thường thường ở bên Mỹ cứ tưởng rằng là bào ngư là ở những cái nơi có gành đá hay là trong vách ở gần bờ. Có những thật sự bào ngư ở Úc nằm ngay giữa lòng đại dương như thế này. Bữa nay đó sẽ bắt ít nhất 50 con bào ngư, mình có 5 loại xanh, anh ba nữa 6, anh Cẩm nữa 7. 7 loại xanh là 70 con bào ngư. Đem lên sẽ ăn liền tại chỗ. Bào ngư nướng bơ. Đây là cái máy để dò độ sâu và nhiệt độ của nước. Hiện giờ độ sâu từ mực tàu cho tới đáy biển là 5 thước 3, và cái nhiệt bất cứ tình huống nào vẫn không rời nó, tại nếu không thì cái mình bị uống nước. Và thở cứ thở bình thường, thoải mái, đừng thở gấp. Gấp tức là tự làm cho mình quản hốt mà thôi. Anh vô ghê chị. Được không? Lạnh quá. Lạnh quá hả? Chừng ăn rớt nè. Bào ngư xanh nha. 14 con. Chưa quen. Nắm thành tàu đi, nắm thành tàu xuống.
chưa quen. Tại vì anh còn đứng anh nắm thành cầu đây mà anh còn dưới anh là còn có cơ hội kéo lên. Không, anh hiểu. Nhưng mà như thế này, anh hiểu hết. Con cái lạnh không có feel comfortable. Đương nhiên nó nó có comfortable. Sao nó feel comfortable được? Đương nhiên. Anh sống trên bờ nhỏ lớn mà giờ xuống nước làm sao còn comfortable. Nó được vậy là nó còn sống được là may rồi đó. Phải thở vậy thôi, không có làm gì khác được hết trơn á. Buông ra đi, bỏ phe vô. Anh giật cây giống. Hoàn cảnh chỉ được vậy thôi à. Bắt đầu đã rồi giờ ông kia không? Ông kia ông xuống dưới nãy giờ. Anh ba anh lạnh quá lên giờ á. Để anh ba lặn đi. Vô tới nè. Mình đang chuẩn bị rồi có gì cháy xuống không? Coi là tạm thở gần quen rồi nhưng mà cũng bằng người xanh. Bằng người xanh, bằng người xanh. Úi giời kìa. Xúc cái nó còn. Ê! Xúc. Ok. It's okay. Kéo quá rồi, xúc. Kéo quá xúc không? Rồi, đừng lại lần. It's okay. Xúc mất tiêu rồi. Ủa, xúc bậy. Vậy là nó còn đầu dưới, nó rớt dưới rồi. Nó kéo mạnh quá. Kéo mạnh quá. Cái người hơn, đó, quay ngược lên đây. Ở sau lưng á. Nó ngồi kìa. Sáng rồi, nó quay ra nó tiêu. Anh mới xuống anh luyện cái bụng lên rồi. Nếu mà một ngày sáng á, một sớm á, thời gian bao la luôn. Cái này á, con nhảy xuống là phải có. Đây là món bào ngư nước mà chỉ có những người đi bắt bào ngư mới thưởng thức được tại chỗ vậy thôi. Hơn cả vua chúa thời xưa, bảo đảm Tần Thiếu Hoàng cũng đã từng ăn bào ngư. Nhưng mà chưa bao giờ ăn được cái món bào ngư nướng như vậy. Tại vì hồi xưa đâu có bơ đùng nước. Thằng Thủy Quang nhắm lặng. Ngon quá ngon luôn. Ok. Quá ngon. Được chứ. Thơm. Cái này á, em ăn đường ngư luộc thì có. Cái bữa mình đi nửa đường mà tự đánh về nó quá nướng thì con mẹ rồi. Giòn nó giống như là mình ăn mực chứ. Nhưng mà nó ngon hơn, đậm đà hơn. Ừ, ngon quá. Chực miếng không? Ừ. Sau mấy ngày ở Melbourne, bây giờ bắt đầu đáp chuyến bay của Virgin Blue qua bên Perth. Cái kỷ niệm ở Melbourne có nhiều, nhưng mà cái đáng nhớ nhất và cái lưu luyến nhất vẫn là cái tình cảm của nói riêng thôi, là anh chị Ba Nghĩa và anh chị Cẩm. Nếu không có anh Ba Nghĩa, anh chị Ba Nghĩa là anh chị Cẩm đó, thì không thể nào bắt được một con bào ngư ở tại nước Úc này. Có một điều Việt Thảo rất là không phải lưu luyến mà là một sự luyến tiếc. Cái hôm đi bắt bào ngư không lặn xuống được. Thứ nhất, thời tiết quá lạnh. Cái bộ quần áo mặc thì quá mỏng đến độ không đủ sức ấm. Cái thứ hai là cái bình dưỡng khí, không phải bình dưỡng khí mà cái máy bơm hơi do trục trặc kỹ thuật thành ra cái hơi không đủ cung cấp để mà mình thở một cách điều hòa. Cho nên không có được cái hình ảnh trực tiếp Việt Thảo bắt được con bào ngư. Đó là một điều rất là tiếc nuối. Khi qua bên Perth, nếu mà trong điều kiện thuận tiện, sẽ chính tay Việt Thảo bắt được con bào ngư. Và nhất định ngày này phải làm được anh Thần. Dạ, cần phải lầy hơn chút xíu. Trước khi rời Melbourne để đi qua Perth, thì Việt Thảo biết chắc chắn có một điều là nhiều người sẽ thắc mắc là cái người là cái anh, cái đầu sơ sót ngồi kế bên Trần Sơn á. Thì thực ra đây là một sự cố ý chứ không phải là một sự sơ sót, vì Việt Thảo muốn để cho quý vị nhớ lại coi người đó là ai. Đó chính là chú Ba, là cái người
mà chuyên môn dành cô Kiều với Việt Thảo với dân Sơn với Bảo Liêm ở trong cái cuốn mà quay ở tại Thái Lan, đó là cuốn Vượt Biên Giới. Thật ra anh Thuần là một người bầu show rất dễ thương ở tại Âu Châu, hầu như nghệ sĩ ai cũng biết cả. Nhưng mà lần này anh đã bỏ hết công việc riêng tư của mình cũng như những cái dịch vụ thương mại ở tại Melbourne để đi theo phái đoàn như là một hướng dẫn viên, vì anh Ba Thuần là một trong những người đến nước Úc cũng rất sớm và có hiểu biết am tường về con người cũng như đất nước Úc. Hy vọng rằng lần này với sự hướng dẫn của anh Ba Thuần, chúng ta sẽ có những thước phim độc đáo về người Việt Nam cũng như những nét độc đáo của Úc Châu. Darwin trước, đi tàu thẳng tới Darwin. Darwin em ở đó được 2-3 tuần hay xong ấy là đưa về cái hostel bên Perth đây. Ừ. Thì khi mà cái ngày đầu tiên mà em xuống phi trường, xuống hostel là anh Sơn là người đầu tiên rước tụi em luôn á. Mà rước là để làm chi? Rước là đón người Việt Nam với nhau vậy đó. Thế có biết có đợt Việt Nam tới vậy đó. Rồi welcome này. Dạ welcome này. Dạ. Đứng đón thì vừa bước xuống xe bus là lạnh quá là ở đây men em đây là có người đưa cho cái áo rồi đưa. Mình gặp mình tưởng tượng như mình đứng ở Việt Nam vậy ta. Mình như là mình mừng tới đánh đổi mà mình lắc mà đứng Việt Nam ở đâu anh nói cái gì đứng Việt Nam mà cảm động lắm anh hả, anh nói cái gì đứng Việt Nam, mình đứng phi trường mình rước người Việt mà mình thấy người trong tỉnh mình cái mình hết hồn, mình tưởng tượng như mình đứng ở tại Trà Vinh vậy. Mà anh nói hồi nào, hồi mới qua rước thần nè, 78 là 78 đi thẳng Việt Nam qua Darwin luôn. Dạ em đi qua Darwin mà. bao nhiêu ngày? 32 ngày. 32 ngày trên biển. 32 ngày trên biển. Ăn gì? Anh có ăn thịt người không? Đâu có rồi. Ở đây tức là Swan River. Swan River ở trên dòng xuống. Từ đầu tiên mà nước Tây Úc này mà tụi Tây mà nó đến đây thì nó nhìn thấy con Swan nhiều nhất. À, nó lấy cái tên con Swan đó, River nó đặt. Đây là con ngỗng đen, tức là Black Swan. Và đặc biệt là Black Swan chỉ có ở dòng sông Swan, tức là Swan River of Perth, nước Úc mà thôi. Ngoài ra chưa nghe và chưa có biết một information nào để nói là con ngỗng đen ở một nơi nào khác ở trên thế giới cả. Nè, người ta có ngỗng quay ngon lắm, bây giờ ngỗng đen nữa, anh có quay chưa? Không dám. Khi đến Úc là cái trạm đầu tiên anh đến ở nước đây, Úc là đâu? Đây, cũng tại Phật luôn. À, hồi nãy anh xuống cái trường là đó. Hồi xưa lúc đó cảm giác anh như thế nào khi nhìn đất nước Úc? Buồn lắm. Thấy đẹp nhưng mà buồn lắm, không có gì bằng quê hương mình. Anh đang lái xe nha. Không có được cảm động khóc được. Ê, gặp anh tưởng gì vui, nói buồn thế mẹ. Nếu bây giờ cho anh về Phật ở lại không ở Melbourne, anh chọn không? Dạ không. Lý do? Tại vì ở đây không tổ chức show được anh. Thì anh ở đây vẫn kêu ca sĩ qua được vậy. Nhưng mà mỗi lần di chuyển thì phải qua bên đó, vậy là sao quá. Vậy chứ anh ở đâu? Ý thường nói là ở đây á là không có làm bầu lớn được, chỉ làm bầu nhỏ với anh Sơn được thôi à. Yeah, đúng rồi. Anh nhận phạt clip về không cho? Chính phủ không cho. Lý do tại sao? Nguy hiểm. Tôi gửi thôi khiếu nại tới chính phủ camera. Anh ơi, mít tờ hứa. Ừ, là hứa, anh hứa. Hứa gì? Chấp nhận những cái ý kiến mà mình đã nêu ra. Ừ. Sorry, chính phủ đã sai lầm một cái điều đó. Wow, cảm ơn. Sau khi đó là trong 45 ngày cái luật change. Tức anh là người thay đổi đạo luật nước Úc về vấn đề nhập cảnh phạt clip. Dạ. Mà anh bán là anh bán cho người Việt Nam hay cho Úc? Việt Nam có, Úc có, mà Việt Nam chỉ chừng 20% thôi. Hồi đó anh có thay đổi đạo luật đây nhiều chưa? Hồi năm rồi. À. Không, tự nhiên cấm không cho nhập cảng máy dầu. Hỏi lý do, nó nói tại máy cũ quá. Cũ đâu phải lý do, máy dầu cũ đó, máy nào cũng cũ mà. Tất cả tiểu bang bầu hãng này là number one ở Tây Úc để mà khiếu nại chống lại chính phủ. Ừ. Sau đó John Howe ok. Cái điều luật mà cấm mà nhập cảng máy dầu không chính đáng. Bãi bỏ. Wow. Win-ham.
Cái kỹ thuật mà để thang hai chỗ đó vậy á, tại con chuột có hai cái đùi trước đùi sau thôi, cái chỗ thịt nhiều, khoảng 1.5 tiếng 2 tiếng hồ sau á mình bỏ ít thang ở giữa thôi. Tại cái hơi thang nó nóng nó chạy ra thì nó cũng chín. Khi con chuột bắt đầu đặt lên vàng nướng rồi thì bao lâu con chuột chín? Từ khoảng 2 tới 3 tiếng. 2 tới 3 tiếng. Rồi. Wow. Trời ơi, tức là còn trái nước juicy. À, hiện giờ thì nó chưa có chín cứng, nó vẫn còn juicy. Thịt lem cũng ăn giống như thịt bò vậy, nếu mà chín quá ăn sẽ không ngon. Cái này mềm nó còn juicy. Bây giờ ngon như thế nào phải cắn vô mới biết. À, hơi cứng hơn thịt bò, dai hơn thịt bò một chút, nhưng mà nhai nó đã lắm. Nó không có lạc như thịt này, nó không có lạc như thịt bò. Thịt bò nó cái ngon thịt bò nhưng mà không ngọt bằng thịt lem, ngọt hơn nhiều. Ăn thịt trù ngoài cái ngon nó còn là rẻ nữa. Một con lem mua ở tại farm chỉ có khoảng 27 tới 30 đô la, còn nếu mà người ta làm sẵn hết luôn là khoảng 45 tới 50 đô la một con. Còn nếu mướn một cái người mà đến quay tại chỗ như thế này thì khoảng cái chừng 150 đô la, mà 100 đô la Úc thì tương đương khoảng 70 đô la của Mỹ mà thôi. Wow. Con trù á nó cho chúng ta cái lông để làm áo lông trù rất là ấm. Chẳng những cái lông của con trù giúp cho người ta ấm mà ngay thịt trù cũng giúp cho người ta ấm. Theo nghiên cứu đó là ăn thịt trù sẽ giữ cho cơ thể chúng ta ấm hơn là ăn những loại động vật cây là thịt vật khác. Sí. Nè, chật miếng thịt miếng chật rất là ngon. Sam, chúng ta ngon ngay, ngon sao, ngon sao. Nó không có hăng như là thịt dê. Đó, đương nhiên là dê phải hăng chứ. gió cười lá cờ, gãy lá cờ trên ấy kìa. Xuống biển đâu chứ không là sáng rồi nó im rồi ha, mặt cái này luôn. Vô gần sát trong chỗ khu bào ngư, sóng đánh quá mạnh văng lên bờ luôn. Khi lên đó thì chỉ chống chọi với nước nó đập thôi, không cách chi mà làm gì được. Hồi nãy cái bên đó thì tự nhiên xì ra, mà không ngừng lại, phải tập nó mới ngừng. Mà bây giờ mệt quá rồi, khi mà muốn trở lại tàu trở không nổi. Mà hai luồng sóng hai bên, phía bên ngoài đại dương quánh vào là mình văng ra, vừa chưa kịp dẫn là bên ngoài đánh vô, mà cái hành trình đi là coi như tới đích rồi mà chưa đạt được một chút nhiều muốn. Thì lúc đó dân sơn thảy dây, tàu không cập sát được, thì nhìn thấy cái dây mà mình dối tay dối không tới. Hồi nãy nữa mà không chụp dính được sợi dây, coi như không còn sức để mà dối lần nữa đâu. Nhìn Charlie Nguyễn over there. Sao bị mất rồi, chứ cột đá luôn, xuống hết nổi rồi. Đó, có sóng đánh chị đâu, sao chịu nổi. Đạo diễn Charlie Nguyễn.
Công Giới, đồ người nhái tốt thân, bình hơi đặng được 2 tiếng đồng hồ, đồ dày chống độ lạnh dưới 0 độ và chân vịt như là có thể lội được tầm xa, bảo vệ được cái sức lực của người leo lên ngồi trên cục đá. Cái hình nó kỳ lắm, cái hình nó bờ đá đó phải như như Mỹ chân ngư rồi tôi ngồi nó đẹp không, còn này người nhái còn ngồi bờ đá. Rồi tạm thường á, lúc mà sấm đánh giờ Thảo lăn qua đó, nhìn có thể thấy chật, thấy chật cũng lăn cù luôn, nghĩa là cái máy đó nó xoay theo như thế này, không biết trời trăng mây nước rồi đó. Đứng bờ cạn cái đầu gối thôi nè, mà ngoắt tàu chạy 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 vô bờ, sao vô được đó. Sát bờ tới đá rồi mà cuối cùng ngoắt vậy đó. Thằng Thảo ơi, em thành thật xin lỗi anh nha. Tàu thì lái biển được, chứ kêu lên chạy chạy bờ xem chạy được. Cái điều xúc động nhất là trong khi ở Perth thực hiện cái phần documentary lần này, có thể nói là trong đường tơ kẻ tóc không chết được là nhờ cái anh Sơn. Không biết bắt cỡ chứ còn nhắc lại. Thôi cảm ơn Sơn. Sẵn anh đi Đa Quynh thì có đứa em nó được gầm gì Đa Quynh, tôi sẽ bàn giao lại cho anh. Ok, Luân. Rồi bây giờ kể từ giờ phút này là Luân dẫn anh em đi ha. Dạ. Chúc dạ. Thượng đường xuôi gió. Ok. Very good. Người Việt Nam mình ở Darwin, tổng cộng hết luôn đó, tổng cộng dân số người theo Việt. Tôi nghĩ đó, theo cái thống kê chính thức là khoảng chừng 700 người, thì tôi nghĩ là 80% là ngà nông. Trong những năm gần đây thì cái bước tiến của người Việt mình thành công. 10 năm trước thì tất cả hầu như là giúp cho những cái farm khác, thì bây giờ hầu hết là 80% đã có những cái farm mà làm chủ những ông cha rất là lớn. Một trong những farm như anh Mấm hay là một số anh chị khác là khống chế hết cái ngành dưa ở Bắc Úc, là người Úc không có. Cái nhà anh Mấm giờ là 3 cái nhà lưới, và mỗi cái nhà lưới là cũng phải 700.000 một cái nhà lưới. Thì khi có cái nhà lưới đó thì trồng cái chất lượng của mình bây giờ đã xâm nhập vô được cái market của người Úc. Ngay đầu thì khó khăn lắm, làm thì nó cũng không thành công nữa. Tôi thường cố gắng gắn làm đó, nó rồi là mới phát triển lên. Nhưng mà năm nay tôi biết là anh có bạn đi khác, người ta anh đi thấy người ta trồng nhiều, anh sang một cái ngành khác, có mình anh đâu trồng chưa lớn nhưng mà rất là thành công. Wow, anh nói 60 tấn một năm hả? Yeah. Ngày xưa thì dưa cháy ngắn á thì có mình anh tôi là làm trước á, rồi bây giờ khoảng 10 người đã làm theo gì á. Dạ. Thử trồng dưa ngắn không, thử ra từ chỗ đó tôi mới đổi qua cái dài này. Đa Quynh là người đầu tiên là nghiên cứu ra dưa dài này. Bây giờ người ta mọi người đi biết đây là giống dài thì người ta sẽ trồng giống dài thôi, thì mình diễn cái khác thì từ cái thị trường nó coi nó làm sao. Cho nên ngành nào cũng có sự cạnh tranh hết, cái gì cũng có hết. Chị qua đây hồi nào? Qua mới qua hả? Đâu, chị mới qua làm sao được, tôi mới qua hôm qua. Ở đây thường thường làm 20 tiếng thôi. Hả? 20 tiếng thôi. Được còn lại 4 tiếng. 4 tiếng ngủ. Không ăn uống gì hết. Ô, tôi biết rồi. Những người đi làm dưa leo đó chỉ cần đem cơm theo, rồi đem theo đồ ăn mặn, không cần rau cải, chỉ cần cắt dưa leo chấm ăn. Đây nè, đều nè, từ trên xuống dưới nè. Ngày mai cắt là vừa nhất, ngày hôm nay cắt sớm một cái đi. Yeah, phải không anh? Anh nhớ là một cái packing set ngày xưa của Úc nó trồng 10.000 hột dưa đó, 10.000 hột, nó lớn, mà năm nay anh mới trồng 75.000 hột dưa. 75 cây dưa đó, thấy kinh khủng lắm. Anh trồng khi bắt đầu từ lúc mà nó mọc lên bao lâu thu hoạch được? 6 tuần. Gì? 6 tuần. Ủa, một tháng rưỡi à? Một hộp giống một cây dưa vậy là mua là khoảng 30 sen. Một cây này thu hoạch bao nhiêu trái? Hết một mùa? Một cây là một thùng. Một thùng bao nhiêu tiền? Một thùng thì trung bình cái giá chợ mà giá thấp á, nó phải 20 đô. Còn mà giá cao thì phải lên tới 40 đô. Từ 30 sen chỉ trong vòng một tuần, một tháng rưỡi là anh thu hoạch được là 40 đô. Bắt đầu một tháng rưỡi bắt đầu mình thu hoạch. Người ta mà thu hoạch xong mùa đó là phải là 8 tuần. Liên tục luôn, thu hoạch vậy đó. Từ dưới bé này đi lên đây, bắt đầu nó bò qua đây. Như mà hồi nãy. Đúng. Thì gì nó đậu trái cho mình thấy nè. Cứ mắt một trái nè. Mỗi một mắt một trái. Mắt một trái. Cứ một ngày mình
Để ăn trái, ăn trái, ăn trái, ăn trái, để hoài rồi. À, wow. Nhắc đại luôn, nhắc đại luôn. Wow, y như con địa biển ha. Bởi vì địa biển nó gọi là sea cucumber, tức là dưa leo biển. Còn đây là... cucumber. Đây là trái dưa Lebanese, tức là loại dưa dùng để ăn sống. Mà đặc biệt trái này, trái xanh đôi nè, thấy không? Dưa cũng giống như con người, cũng có đôi, có cặp. Trái càng non càng ngon hay là sao? Cái đầu gối anh đưa lên găng tay á, có một trái á. Đầu gối đưa lên găng tay. Ê! Trái đó không phải trái dưa leo, chứ đó là trái ớt. Giòn ha. Ngọt hơn trái dưa leo khác. Giòn, độ giòn là giòn tan. Vì tảo nhai trên miệng mà nghe cái tiếng rột rồi. Ngon quá. Cái này mà chấm một cái mắm chưng á. Mắm chưng hay ở trong cái hột vịt ớt. Tôi qua đây tôi ở đây tôi hái dưa leo chanh em đủ sống không? Cười. Khó trả lời anh ơi. Khó trả lời. Bây giờ tôi không hái dưa leo tôi qua anh nuôi tôi nổi không? Đó, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Bây giờ kéo thêm một vợ và ba con nữa nuôi nổi không? À, được, nhưng được thôi, đâu có gì khó. Chắc không? Yeah. Lời hứa nha. Nuôi một gia đình đối với anh Mẫm là chuyện quá dễ luôn, không cần phải làm luôn. Nghe là ngày nào cũng chăn dưa leo hết rồi ngán chết không? Cái cơ bản mà người Việt mình bước đi từ cái rau cải, trồng bầu, bí mướp, bỏ qua đồ đũa, những cái gì mà Việt Nam mình có thì ở đây có, nhưng mà trồng hệ thống rất là lớn. Coi như là từ đầu tiên là người Việt Nam mình chỉ trồng những cái trái cây hay là rau, không, trái rau, cho rau, người rồi. Người Việt Nam thôi. Vâng, đầu tiên, cái bước đi của đầu tiên là làm rất là cơ bản, rất là thô sơ. Không thể tưởng tượng được, rất là cực khổ, quần quật suốt ngày. Bây giờ có máy có móc, đặng mà mình làm đất với hầu đời xưa anh biết cuốc lạc như làm ruộng của mình vậy đó. Dồn bàn tay là không thể tưởng tượng nổi, bàn tay nó cong như thế này mà nó cứng không thể tưởng tượng. Nếu mà nói người Việt Nam mình phải nói đây là cái tấm lòng mà kiên cường chịu khổ. Vợ chồng làm khoảng một ngày khoảng tiền được có chừng 1/4 ắc cờ. Cái tình của Darwin vợ chồng á, anh thấy là nâng đỡ nhau dữ lắm. Có những vợ chồng xuống đây bắt đầu từ những miếng farm đi làm rất là nhỏ mà người vợ luôn luôn sát cánh bên chồng. Ê! Đó. Vậy tại vì hai vợ chồng làm mà phải cái lông phải dụng xuống vậy. À chưa chưa ngã hẳn á. Không sao. Khoan gãy banh, gãy banh. Ừ. Giờ lông mới giác này ra thì ở trong đó má nhiều cái nó cứ ra. Đó là ảnh đang giác ra thì em ở đây em dọn cao. Trời ơi, làm luôn. Trời, để cái dao đó vậy đó. Em chặt xong á, em bỏ cái dao vậy là em đi chiên cây chổi, em đi chổi cái khác. À. Chứ mà mình bỏ dưới đất thì mình phải đi kiếm. À, Long đến đây năm 88. Dạ. Thì dạ. Anh thẳng vô nghề chuối chưa? Chưa, coi như là như mình đến đây đó là ai cũng đụng cái gì thì làm cái đó. Học thì nó cũng không có vô đâu là đâu hết trơn. Tối ngày cứ lo kiếm tiền, gửi gia đình, ai bển cũng gặp khó khăn hết trơn á. Long nghĩ khi mà người Việt mình đến cái đường cùng rồi nó có một cái sức mạnh dữ lắm. Ừ. Mà mình bình thường mình không nhìn ra được. Nguyên nhân nào chuyển qua nghề chuối? Long nhìn á, già trẻ bé lớn ở cái xứ này ai cũng vì đồ ăn chuối hết. Bà già cũng ăn chuối mà ông già cũng ăn chuối. Còn mấy cái đồ Á Châu á, thì chỉ có phần người Á Châu mình ăn thôi. Cái này là người nào cũng ăn hết. Yeah. Cái chuối này giống cái chuối xiêm Việt Nam mình không? Chuối này nó y như là cái chuối già lùng của Việt Nam mình ấy. À. Yeah. Nhưng mà có cái là nó chín á thì nó da màu vàng. Nhìn từ xa giống như là mình đang treo những cái áo mưa phơi cho khô vậy. Tức là có bọc cái bọc cao su ở ngoài có những cái lỗ. Cái lỗ là để cho thông hơi phải không? Lý do tại sao bọc? Nó giữ được cái màu sắc bởi vì cái bọc này bao lại. Và đồng thời nữa là con chim, con dơi này kia nọ nó không hướng đến phá. À, gần con người cũng không thấy thèm mà bẻ phải không? Dạ. Chưa mà, chưa chín mà. Wow. Nắng nó cũng không có bị đốt. Cái này nó đều hết. Dạ, màu sắc nó đều một màu hết. Chuối này là anh chỉ bán ở trong nước thôi hay là có bán ra ngoài quốc? Nếu bán ngoài quốc thì chỉ bán cho Timor thôi anh. Coi như quân đội của Úc, những người làm việc của Úc ở bên Timor á. À, thì mỗi một tuần họ chỉ lấy của Long cũng khá. Thì nhưng mà mình phải có
giấy tờ chứng minh thuốc men ở trong cái chuối đâu đó đàng hoàng họ mới mua. Từ khi mà cột bịch cho đến khi ba lớn đến 80 ngày đến 110 ngày mới bẻ. Những cái đuôi như vậy là Long làm dấu ngày nào tháng nào nó ra màu gì Long đều vô trong giấy tờ hết. Cho nên anh giờ mà mỗi cái nó đều bông khác nhau hết. Cái kia màu đỏ kìa, màu hồng, màu vàng. Trồng chuối thì hàng cung cấp quanh năm. Thì mỗi tuần lễ shop phải đều có chuối. Nếu mình trồng một lượt một thì mình bán hàng không có chỗ để mà bán. Tại nó quá nhiều. Rồi bán xong đợt đó mình không có hàng để mà giao. Dạ, người ta nghỉ chơi với mình luôn. Chuối nó cần rất nhiều cái độ ẩm là humidity. Phải lên tới 80% về cái độ ẩm. Tức là mặt đất cứ giữ ẩm điều độ qua như vậy. Giữ ẩm nhưng mà ở trên mặt đất nó phải có cái độ nước. Còn chuối ở bên mình thì chỉ trồng thì nhiều khi cũng giao cho trời thôi. Mưa nhiều mới chỉ có tiền. Lúc trước trồng thì không có làm đường xe anh. Thì sau này mới trồng có đường xe rồi cho nên phải diệt nó bỏ để mà chiếc xe chạy vô. Chứ không thôi giác tự trong nó đi ra thì quá cực. Sơn lên ngồi Sơn. Dạ khác lắm nhưng mà cứ cãi cãi cái đắng chút là việc nó không xin chữ ký chứ con không có nói. Nên cầm đi ký cho. Nhìn muốn ký tên phải không? Ok. Trong 100.000 bụi nó cũng phải có xảy ra một bụi nó chết. Dạ. Là nó thiếu nước hay là bị nắng quá, nó hóc quá nó chết. Thì Long mới bứng ra. Thì thời gian nó đã trễ khoảng 4-6 tuần rồi. Long mới trồng cái bụi khác vô. Thì bị mấy cái kia nó lên cao quá nó che mặt nắng. Rồi đến khi nó cứ lên hoài cái tẩu quả nhập ma cái nó ra vậy luôn. Cho nên cái vụ này thì để coi chơi thôi chứ thật không có bán được. Cái phẩm chất này là không có xài được, không bán được. Vậy bây giờ tại sao mình không bỏ? Nếu mà bỏ thì mình sẽ không có cơ hội để mình học tiếp. Hay quá. Để mình tìm hiểu chứ người ta không có cho mình vô farm chuối. Một khi mình trồng chuối rồi là mình không có được quyền vô farm người ta. Trồng bán cho Tây là mình phải có vô nề nếp và phải có phẩm chất chứ không phải làm giống như đồ Á Châu mà bữa nay có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi không có cũng được. Sơn bứt lên rồi. Dạ cái này là nó tự sống, nó không có mẹ để nuôi. Cho nên có để cũng vậy thôi. Mà cái nào nó có mẹ nó kêu là spear sucker là nó gì nào. Đó có mẹ đó, nó có mẹ. Nó nuôi vậy. Như spear nó cái lá nó thon nó đi lên. Nó nhờ cái mẹ nó đưa nuôi nó. Mà khi nào mà nó tách ra khỏi mẹ là nó bung ra như vậy nè. Cái gốc của nó là ăn liền với mẹ nó nguyên cái củ kia nó ra cái mọng. Thì nó còn dính vô mẹ nó. Này là không có mẹ nó bung lá ra như vậy á. Bởi vậy con cái nhớ đó, không có mẹ là không có yên đâu. Có mẹ đó, có mẹ kế bên đó thì mới tươi tốt như vậy nè. Không có mẹ giống như này nè. Tự này là tự sống. Tự sinh rồi tự diệt luôn đó. Đầu tiên mà Long không có kinh nghiệm á. Thì Long lựa cái thân cây. Coi cái cây nó ba lớn. Để mình biết nó có thể cung cấp được bao nhiêu cái tai cho cái trái nó bự. Nhưng mà information của internet thì nó có nói chỉ bẻ cái forehand của nó là những cái forehand là những cái mà nó bị không có đủ tiêu chuẩn. Nó không có đều á. Không có đều. Rồi nói chung là chưa đều. Thì mình bẻ cái đó bỏ. Rồi. Chừa lại nhiêu, chừa lại bao nhiêu đây? Dạ. Bên nào cũng được phải không? Dạ, bên nào đó, cũng được. Chừa bao nhiêu đây? Nhiều khi mình bao lên á, mấy trái dưới này con dê nó ăn cái này. Mình giữ cái phần tốt rồi, cũng chừa cho... Cái này là bí mật. Cho coi như... Lo lót. Dạ, đúng lót chút đỉnh. Giờ con biết ăn hối lộ nè trời. Ngành đàn Nguyên Bình á, mạnh nhất là cái ngành xoài. Nhưng mà cái ngành xoài phải biết là rất là khó. Nếu mà anh làm không đúng kỹ thuật thì sẽ thất bại. Nhưng mà người Việt Bình khắc phục được những cái đó. Cỡ tháng thì em làm cũng được cỡ 10.000. 10.000? 2 tháng chứ. 2 tháng. 2 tháng 10.000. Dạ. Tiền mặt hết. Dạ tiền mặt. Bẻ ru luôn. Dạ. Rồi bao luôn ăn ở gì hết. Dạ. Rồi cũng mua chủ chơi vé. Vé đi đâu? Thái Lan. Đi Việt Nam. Đi Việt Nam chơi vé phi luôn. Dạ. Muốn đi mấy chuyến đi? Dạ đi một chuyến thôi. Một chuyến thôi. Lúc đầu
Em nghe ngày xưa người ta kể đó là sòi chỉ có cho không thôi. Tại vì sòi người Úc người ta lúc đó người ta cũng ít ăn lắm. Mà để thì nó rụng xuống vườn nó dơ. Thành ra cái thời gian đầu mới làm những người mà đi tiên phong mà làm sòi đầu tiên á, thì người ta không có phải trả tiền. Nhưng mà sau này á, nhiều người Việt mình á, đi mua nhiều quá thì cái giá càng ngày nó đừng càng đi lên. Nó có thể là 50 đô một cây đến 100, có khi 200, 300. Và thậm chí có những cây lớn trái nhiều trái sớm, tụi em trả tới 1.000 đồng. Cái sòi á, nó, khi nó già thì giống như cái da hơi phì ra, hai bên má nó phì ra. Nếu mà trái sòi mà đợi chín á, thì nó sẽ hái được nhưng mà không thể đem ra bán ngoài được. Tại vì thời gian chở đi nó sẽ bị dập, nó hư. Cho nên sòi người ta đánh giá trên cái độ đường. Nhìn ở đây, cái cuốn sòi, cái thịt nó mập, nó dôi ra, phần này nó hủng sâu xuống. Và cái cuốn sòi đó nó đã cong lên rồi đó, thì mình có thể bẻ được. Đây là trái sòi được đấy, 100% độ đường. Trung bình á, thì sòi bẻ vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Nhưng người Việt mình á, những cái sòi mà có thể là vào đầu tháng 8, đầu tháng 9 cuối tháng 8 của người Úc. Bây giờ bắt đầu bẻ ra bông. Trong khi đó sòi của người Việt mình là có trái. Thường thường sòi đầu mùa mắc hơn sòi ở trong mùa. Thí dụ sòi trong mùa đó là 5 đô la thì sòi đầu mùa có thể lên tới 20-22 đô la, tức là mắc hơn gấp 4-5 lần. Ai cũng muốn là thành công cái làm sao phải cho sớm được để cho mình thu hoạch sớm, mình mới có cái lợi tức cao. Nhưng mà ngược trở lại là tùy theo mùa mà, mình chỉ ép nó vào một cái khoảng nào đó thôi, chứ không có hẳn là nói mình hoàn toàn control nó 100% được. Nếu mình không có bỏ công sức và thậm chí bỏ vào tiền bạc để mà chăm sóc cho nó, thì mình đừng có bao giờ mà mong nó để có trái tốt, trái sớm. Cái cuốn xoài đó khi cắt là phải cắt trên cuốn. Bởi vì đó, không có bẻ, bẻ cái mũ nó ra rất là độc. Đây là cái mũ của xoài làm cho cái ngón tay bị cháy. Thì nó không làm sai kỹ thuật đó. Rồi em bẻ coi. Đó. Những cái xoài sau khi hái vô được đổ vào trong một cái thùng xanh lớn như gọi là một bin. Một bin đó là chứa khoảng 500 kg, tức là nửa tấn. Mà mỗi một cái mùa xoài sớm, tức là đầu mùa, một cái farm có thể hái được lên tới 140 bin, tức là khoảng 70 tấn. Mà mỗi tấn sau khi trừ hết chi phí ra có thể lời được 5.000 đồng tiền Úc. Như vậy thì 70 tấn là được 350.000 đô la. Thời trước đây đó là hầu như người Việt này không có máy packing. Bởi cái máy của nó là giá trị của nó trên 100.000. Nhưng bây giờ thì người Việt mình hầu như là đều có máy rồi. Tôi nghĩ có lẽ là 70% có máy tự đóng cho farm mình. Đây là chỉ nước lạnh thôi, nước lạnh để rửa cho trái xoài nó sạch. Cái hệ thống này gọi là hệ thống wax, tức là làm cho trái xoài nó bóng, sáng, đẹp. Wax xong, trái xoài sẽ được khử trùng, tức là diệt hết những cái bacteria, những cái vi khuẩn để có thể đạt được cái tiêu chuẩn bán ra thị trường hay là xuất khẩu đi sang các nước khác. Sau khi được khử trùng xong, thì trái xoài được 3 cái hệ thống quạt làm cho khô. Và sau khi khô rồi, đưa qua một trong những cái khâu rất quan trọng trong ngành sản xuất xoài. Đó là dùng những bình ga đốt lên làm cho trái xoài nóng. Ở Việt Nam thì gọi là uống khí đá đó. Có mục đích là để tăng lên cái độ đường trên cái trái xoài ở Đà Quỳnh, nó ngọt hơn ở nơi khác là như vậy. Trái xoài đâu kia nó xanh, nhưng mà khi mà anh ăn xanh thì xanh để cho anh nhớ lòng. Xanh vỏ đỏ lòng bác nói, nhưng mà anh ăn thì sẽ nhớ. Mà anh ăn chín nó sẽ ngọt và nó thấm độc. Đây là cái dàn computer để cân trọng lượng của trái xoài. Mục đích là gì? Trái xoài khi đưa xuống ở đây có cái cân điện tử để báo về trong computer cho biết trái xoài nặng bao nhiêu. Từ đó nó phân loại ra để làm sao mỗi một cái thùng như vậy đó, một cái hộp như là 7 kg, không cần biết là bao nhiêu trái, có thể là 10 trái hoặc là 12, 14, 16, 18, thậm chí tới 20 trái, mà tùy theo xoài lớn, nhỏ, nặng, nhẹ. Một ngày em thác được bao nhiêu tiền vậy? Một ngày thì tùy theo như là xoài nó về. Tự nhiên hôm qua là thác được coi như là 5 tấn. Chứ ăn xoài cho nghĩ là cực khổ như vậy đâu chứ. Nhìn trái xoài ngồi, cháu nhìn trái xoài mồ hôi nước mắt. Thì hiện tại là Bộ Nông nghiệp ở đây đang liên lạc với chúng tôi, muốn làm lại một cái nhà mà đóng gói. Thì chính phủ đang muốn cho nông gia Việt Nam mình bước lên bước đó, và Singapore đang đến đây để đặt những cái hàng xuất cảng. Họ sẽ đưa cái dự án rất là lớn để mà nhận những cái hàng của Darwin. Chị lứa xoài này lâu được chưa chị Mạnh? Dạ, 6-7 năm. Tại sao chị chọn nghề này? Tại vì thích hợp. Chứ không phải là chị gặp gì chị cũng lựa hả? không lựa. Thôi chị vậy? Coi em sai mấy. Thank you.
người Việt mình là lệ thuộc cho một vài công ty vận chuyển của người Úc. Thì bây giờ người Việt mình đã ra được hai công ty, tức là công ty của VN Express và TP. Anh này á, ảnh đi những cái bước thành công rất là chính xác, có nghĩa là ảnh có một cái sự xoay chuyển theo tình thế của Darwin. Ngày xưa ảnh đến từ tiểu bang Brisbane, thì lúc đó đó bước đầu là ảnh phải đi mua sồi của những farm khác, gọi là contract. Rồi ảnh mới phát tự đã ảnh mướn người hái, rồi tự ra đóng thùng, rồi tự gửi đi tiểu bang khác để bán. Sau đó bắt đầu ảnh mới có được số vốn, bắt đầu ảnh mới trồng sồi. Thì trong cái thời gian mà ảnh trồng sồi thì vốn liếng ảnh không có nhiều, cho nên ảnh không có thu nhập được cái lợi tức từ cây sồi còn nhỏ, cho nên ảnh phải chơi cái chiến thuật gọi là lấy rắn nuôi dài, nghĩa là ảnh phải trồng đồ rau cải hàng bông, giống như là đậu đũa, đậu bắp, khổ qua vân vân. Trong cái lúc đó đó, ảnh làm cái đó, vừa làm cái đó và mỗi năm ảnh vừa làm sồi theo mùa, kèm theo thời gian đó ảnh lại làm lái cua. Ảnh mua cua rồi bán cua. Rồi sau cái thời gian đó nữa, khi đó thì người Việt ùn từ khắp nơi của những tiểu bang khác về bắt đầu mua đất, khai phá để bắt đầu trồng sồi, bởi vì thời gian đó sồi rất là thịnh hành tại Darwin. Thì trong cái lúc đó đó, anh chàng này ảnh thấy cái con đường đó, tại sao người Việt mình có hàng hóa lại đem ra những cái hãng xe cắt của Tây, đúng rồi, của người Úc mà gửi đi, trong khi tại sao mình là người Việt không làm việc đó giúp cho người Việt dễ dàng, cho nên ảnh mới mở ra công ty xe cắt. Và cho đến ngày hôm nay ảnh đã thành công cái công ty VN Express về vấn đề xe truck, và hiện bây giờ anh có những chỗ xe truck lớn ba to như thế này. Xe truck này họ đi suốt từ Darwin xuống tới Sydney, tới Adelaide, xuống tới Melbourne luôn. Cái chính là đang xâm nhập cho thị trường của nước Úc và quốc tế. À, một số lượng đã đi tới Singapore và một số lớn là người Úc đã thưởng thức, giống như rau muống là người Úc ăn rất là nhiều, rau cải, khổ qua, các nhà hàng đều nấu và người Úc đã tiếp nhận được. Cái quan trọng là người Úc đang tiếp cận với hàng Việt Nam. Đây là Adelaide River, dòng sông chảy từ Darwin cho tới Adelaide. Và đặc biệt nhìn rất hiền hòa, đục, nên thơ, như giống dòng sông Việt Nam vậy thôi. Nhưng mà có một điều là dưới này đầy cá sấu. Khi du khách lên tàu thì tất cả tay, chân, đầu, cổ phải đưa vô trong tàu hết, không được ló ra ngoài. Nhưng mà mình tưởng nó chậm chạp, không đâu. Cái hành động, cái phản ứng của con sấu có thể nhanh gấp 35 đến 36 lần cái động tác của con người. Ở dưới nước khác, nhưng mà khi mà ở trên mặt nước thì cái tầm nhìn của mắt cá sấu rất là xa, có thể 1 cây số, 1 cây số rưỡi, 2 cây số, nhìn như là mắt người thường, rất là tinh tường và rất là rõ. Đặc biệt là con cá sấu rất thích màu trắng, bởi vậy cho nên anh em ngày hôm nay đi coi cá sấu toàn mặc màu sắc không à, không dám mặc màu trắng. Mỗi một con cá sấu đực ngự trị khoảng 200 thước chiều dài của bờ sông. Nếu như có một con cá sấu đực nào đến mà xâm phạm thì nó sẽ chiến đấu cho đến cùng để bảo vệ lãnh thổ của nó. Bởi vậy cho nên có con đuôi mắt nè, có con sể mặt, rồi có con bị thương tích tùm lum hết. Hiện nay một con cá sấu lớn nhất nước là dài khoảng 8 thước kỳ tới 9 thước. Nặng khoảng 3-4 tấn. Và hiện giờ cái con Louis là cái con cá sấu lớn nhất nước Úc, nó bị đuôi mắt rồi. Và nó nặng khoảng 3-4 tấn, di chuyển không nổi nữa, rất là nặng. Trung bình là một con cá sấu cái, tức là female, sanh khoảng 50-60 trứng. Và khi nở ra thì sẽ thành con. Nhưng mà trong vòng 2 tháng đầu tiên, con sấu con có thể dài từ 1 thước cho tới 2 thước, thì sẽ bị ăn thịt bởi cha và mẹ của nó nếu những con cá sấu đó vẫn ở trong khoảng khuôn viên khoảng 100 thước. Còn lại cái chừng 5-6 con khi ra khỏi cái dòng đó thôi. Cho nên bởi vậy dân số cá sấu tăng, nhưng mà tăng không nhảy giọt, mặc dầu sinh trưởng rất là nhanh. Cá sấu cái sức ăn của nó rất mạnh và sức chứa rất nhiều. Chẳng hạn như một con cá sấu trung bình có thể ăn cả một con ngựa, ăn luôn cả móng ngựa,
và nó ăn từ từ, ăn nghiền nát, nó nhét vào trong bụng nó cả một con ngựa một cách dễ dàng. Đây là con crocodile, con cá sấu dài 6 mét, nặng 1 tấn, tức là 1000 kg. Tuổi của nó là khoảng 70 đến 80 tuổi. Đây là con female, mà cái sức mạnh của hàm răng của nó, hai cái hàm răng nó nhập lại nặng tới 6000 cho tới 7000 kg, tức là 6 tấn đến 7 tấn. Một cái khúc mập bằng bắp chân người ta mà là bằng xi măng có thể dập nát gì chơi. 2000 con cá sấu tại khúc sông này, nếu đặt vấn đề một người muốn vượt sông từ bên đây qua bên kia, không thể nào chuyện đó có thể xảy ra được. Yes, ok, rồi ăn rồi. Và khi con sấu đến tuổi chết, female thì có thể sống cho tới 60, 70, 80 năm, con male có thể sống tới 140, 140, 160 năm. Thì khi chết rồi, đặc biệt là khoảng nó chìm xuống dưới nước 1-2 ngày sau thì nó sình lên, nổi lên. Và khi nổi lên thì những con cá sấu khác đến ăn hết thịt của con cá sấu chết đó. Con cá sấu chết không có một cái nghĩa địa hay là một cái gì để lưu lại cái nơi chết, hay là cái chỗ chết, hay hình ảnh chết của con cá sấu. Vì con cá sấu đã được chôn không phải trong lòng đất, không phải được hỏa táng, mà chính trong lòng đồng loại của nó. Hầu như người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới khi nói về Úc Châu đều nhắc tới Sydney hay là Melbourne hay là Brisbane hay Adelaide hay Perth, mà ít có ai nói về Darwin. Và thậm chí ngay cả người Việt Nam ở tại Úc Châu cũng vậy. Có thể là tại vì ở Darwin người Việt Nam rất ít. Nhưng mà nếu tính về số dân ở nơi một cái vùng cư ngụ thì Darwin có thể nói là nơi mà cộng đồng người Việt Nam chỉ một thời gian ngắn, người công nhân có thể trở thành người chủ. Nói về tình cảm của người dân tại Darwin thì có một điều rất là đáng nhớ là ngay từ khởi đầu tiên khi đặt chân đến phi trường, chẳng những người lớn mà ngay cả trẻ em và thậm chí đứa bé đã 12 giờ khuya vẫn ra đón tận cửa của phi cơ. Không biết nói gì hơn chỉ được gói ghém bằng hai cái câu thơ bất chợt nghĩ ra để dành cho người Darwin. Darwin xứ nóng tình nồng, khách xa chưa đến, đàn ông trong đợi chờ. Và cũng tiện đây cũng rất cảm ơn Luân, là người anh em đã giúp rất nhiều trong việc thực hiện phần tài liệu này. Ok, love you brother. Đau quá. Sức khỏe như thế nào? Thảo ơi, đây, thủ sinh. Kinh nghiệm lần này á, mình tưởng mình còn khỏe, không có đâu, 50 tuổi sức khỏe nó xuống mình không biết đâu. Cho nên bắt buộc phải exercise, rồi phải bơi trở lại, rồi phải học một cái khóa lặn. Để làm gì? Để sẽ làm cuốn Vân Sơn Underwater, tức là thực hiện hoàn toàn một cái chương trình Vân Sơn live show cũng dưới nước, documentary cũng ở dưới nước luôn, tất cả underwater. Ok, Đạt sẽ là người dẫn anh em đi cái chuyến ngày mai. Bây giờ chạy đi làm gì, mua đồ ăn cho anh em. Rồi cảm ơn, bây giờ anh em tắm chuẩn bị chờ. Đứng nữa em đi tắm chung chứ. Trời ơi, vô. Đạt hôm nay dẫn anh em trong trung tâm Vân Sơn đi để thăm viếng một trong những kỳ quan của thế giới, đó là Barrier Reef. Đây là nơi lớn nhất trên quả địa cầu mà các sinh vật tập trung sinh sống, với hơn 1.600 loại cá, hơn 400 loại san hô khác nhau, cũng là nơi lý tưởng để chúng ta có thể khám phá ra thế giới của biển. Cái chiều rộng của cái Barrier Reef ở Úc Châu này rộng hơn nước Pháp. Ở phía Bắc thì chiều ngang của nó là khoảng 40 cây số, xuống tới miền Nam của Úc Châu thì bề ngang của nó lên tới 350 cây số. Nguyên một cái quần đảo san hô rộng 350.000 km² này đã bọc nước Úc để ngăn chặn những luồng sóng lớn cũng như gió lớn từ xa đến gần. Đây coi như là một thành trì kiên cố bảo vệ nước Úc để tránh những thiên tai, đặc biệt nhất là những cái cơ sở thương mại, những cái trung tâm du lịch, và có những quần đảo đã do người dân mướn lại của chính phủ để phát triển những ngành du lịch. Và bây giờ khách du lịch đến nước nào đông nhất đó là người Trung Quốc. Trung bình một tuần lễ theo thống kê đã lên đến hơn 10.000 người đến du lịch tại quần đảo này, vì cái sự hấp dẫn, cái sự kỳ lạ và cái điều thú vị khi đến thăm những quần đảo san hô này.
đây nước rất là trong suốt, trong vắt luôn. Vì đây là dòng nước từ châu Mỹ Latin chảy xuống Úc Châu. Thì trên một tuyến đường dài từ Mỹ Châu đến Úc Châu, những cái trọng lượng của những rong rêu sinh vật, thực vật, những cái gì lớn đó, dần dần nó lắng động xuống đáy biển cho tới nước Úc. Nước là tinh khiết, pure water. Đây là cái môi trường tốt nhất cho cái cây san hô để mà sinh sống. Hồi đó vừa lặn ở nhà thấy có một con cá một mà con cá mập con cá mập ở nhà dữ lắm, giờ xuống đây lặn nhiều loại cá đẹp lắm, quá đẹp rồi, đẹp đẹp nhưng mà biết mãi tên đó mình đừng uống nước. Có hơn hàng ngàn loại cá ở dưới cái vùng biển này, và tại chỗ không đó ít nhất là 105 loại cá mà chúng ta thường thấy nhất, từ cá lớn tới size nhỏ và size rất nhỏ, đủ màu sắc rất đẹp. Và con cá nó quen thuộc hàng ngày đến độ là mình đi tới đâu nó có thể theo để nó đón chờ đồ ăn. Tàu tới đâu theo tới đó, người đến đâu theo tới đó. Biển nó không có sống, yên lặng như là trong nước hồ. Đẹp quá không? Cây san hô nó sinh ra trứng, trứng đực trứng cái gặp nhau sẽ tạo thành cây san hô. Cây san hô mọc lên đó, nó chẻ làm hai nhánh, và khi hai nhánh nó lại tách ra làm hai nhánh nữa, tức là 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, theo cấp số nhân như vậy. Và đặc biệt đó là trong một năm trời, cây san hô mọc lên chỉ là 1 mm thôi, mọc rất là chậm. Có tổng cộng khoảng hơn 400 loại san hô, 300 loại cứng, 100 loại mềm. Và cây san hô cái đời sống của nó là khoảng 35 cho tới 40 năm. Có loại san hô sống tới 2.000 năm. Và một cái cây san hô vậy có thể lớn bằng một chiếc tàu hay là một cái căn nhà. Đặc biệt san hô cứng hay san hô mềm đều bị cá ăn hết. San hô cứng thì bị cá có loại răng cứng ăn, san hô mềm thì cũng bị cá ăn, nhưng mà ăn cái gì? Đặc biệt là cái lớp cỏ sống ở dưới làn da của san hô, dưới một cell thôi, một tế bào. Thì cái loại cỏ đó đó hấp thụ ánh sáng mặt trời, và cây san hô nhờ đó mà có thể sinh sống được. Thì có cá lại nó rỉa nó ăn cái lớp rong đó. Đặc biệt là san hô đó, khi mà dùng nước yên tĩnh thì nó dương cánh ra những nhánh cây, còn khi dùng nước động, bị động thì nó sẽ co cụm lại thành những cái khối tròn. San hô có sinh thì phải có diệt. Cái lớp san hô trồi lên trên sẽ bị những cơn bão đánh dạt lớp san hô để xuống biển, thì lúc đó nước ngập lên thì san hô lại tiếp tục mọc lên. Đặc biệt là san hô khi mọc lên mà trồi lên tới khỏi mặt nước biển, khi tiếp xúc với không khí khoảng 1 tiếng đồng hồ là san hô nó kể như là ngưng phát triển chứ nó không chết. Còn cái lớp san hô mà tạo thành đất cứng ở dưới nền đó, thì do cái khoảng là theo chu kỳ khoảng 10.000 năm một lần, thì những cái được chấn động ở dưới lòng đất, những cái độ nóng làm cho cái lớp san hô nó bị bể đi, và cái lớp san hô ở trên sụp xuống, nước ngập, san hô tiếp tục đắp trứng vào và lại tiếp tục mọc lên nữa. Đó là cái chu kỳ phát triển của san hô và sự sinh trưởng của nó. Việt Thảo, Charlie, Văn Sơn, Quỳnh Thường và Đạt trước khi xuống nước. Hãy subscribe.
Thành phố Cannes là một thành phố rất nhỏ nhưng mà khách du lịch rất đông, đông đến độ là không có kể mùa nào cả, mùa nào cũng đông hết. Nhưng mà tội ác thì không có nhiều. Đó là một điểm đặc sắc của Cannes. Trong suốt chuyến du lịch thì hầu như anh em trong đội chỉ mơ ước một điều là đến Cannes để được lặn sâu dưới đáy biển chung với những con cá mập rất lớn của Úc. Nhưng mà thời giờ không có cho nên tiếc quá. Không biết còn có cơ hội để được lặn chung với những con cá mập đó hay không. Ok, phải bo đi rồi. Chào. Dạ. À, cũng là Thảo luôn. Thảo, Thảo Tuyết Ngân. À, Tuyết Ngân. Cái gì? Thảo Tuyết Ngân. Bạn trai chưa? Bạn trai. Ok. Còn anh kêu, Ngọc Thảo là anh kêu, trai. Kêu nó ở nhà đi nghe. Hello. Em nghĩ là chắc khỏi lấy cái laptop đi. Ở nhà luôn đi. Dạ. Anh Việt Thảo nói ở nhà luôn đi. Ok. Có bao nhiêu tiệm băng lậu ở đây? Tiệm băng, xin lỗi lộn. Tại vì lậu quá là quen rồi. Nghe cứ không biết trả lời làm sao. Thì để anh nghĩ thì tiệm nào chắc chắn là có băng giả. Cái đó là Khiết Ngân không có biết, tại vì Khiết Ngân không có mua băng giả nên Khiết Ngân không có biết. Khéo. Có chừng Khiết Ngân là người nghĩa là tung băng giả là thị trường Úc đó. Hôm nay ở tại Sydney anh không muốn phỏng vấn ai nữa. Ngoài bác sĩ Tiến ra là chủ tịch cộng đồng liên bang ở tại Sydney, đồng thời cũng là cựu chủ tịch cộng đồng ở tại Sydney này. Ông là cựu chủ tịch cộng đồng Sydney. Dạ. Và là hiện giờ là chủ tịch cộng đồng liên bang. Vâng. Dạ. Chúng tôi ở đây có thể là may mắn hơn là bên Hoa Kỳ hay là bên các nước Âu Châu. Tương đối chúng tôi có một cái hệ thống thuần nhất. Những tiểu bang lớn đều có một cái cộng đồng người Việt tự do dân chúng bảo đảm. Hoặc là như ở tiểu bang New South Wales này thì vừa là dân chúng vừa là các hội đoàn đoàn thể. Thì mỗi một hai năm nữa, ban chấp hành cộng đồng các tiểu bang và lãnh thổ họp lại một lần. Và cái cơ chế đó nó bầu ra cái ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc Châu để mình cùng làm việc chung một cái hướng. Do đó cho nên tương đối nó có sự thuần nhất. Và từ cái đó nó có sự đoàn kết và nó có sức mạnh. Hiện giờ thì Việt Thảo đang ở trên không phận của thành phố Sydney, một thành phố đông dân nhất của nước Úc. Có tất cả là 5 triệu dân ở tại thành phố này so với tổng số 20 triệu dân của nước Úc tính đến chỉ 1/4. Và nơi đây cũng là nơi tập trung người Việt Nam đông nhất, tức là khoảng 80.000 người trên tổng số 300.000 dân. Sydney có ba khu vực lớn của người Việt Nam, đó là Cabramatta, Bansal và Parkview. Lúc đầu nó bao giờ nó có cái nhu cầu ở gần nhau để mà tương trợ. Thứ nhất đỡ buồn, chạy tới chạy lui. Thứ hai nữa, ở nơi xứ lạ quê người thì có đồng hương gần gũi thì mình cũng cảm thấy mình vững bụng đôi chút. Từ từ nó biến cái Cabramatta này từ một cái nơi mà gọi một cái địa phương ngáp ngáp gần chết, nó thành một nơi chủ phú như anh thấy bây giờ. Thank you. Tức là năm rồi thống kê là dân số tổng dân số nước Úc là được 20 triệu. Khoảng 20 triệu nhưng mà cái người mà thứ 20 triệu. Thứ 20 triệu lại là người Việt. Người Việt Nam. Yeah. Hay quá. Em làm đài radio hả Thiên Ngân? Dạ. Ngàn chi nhiều chuyện quá. Chuyện gì? Trời ơi. Bây giờ mới thấy được là boss ra tay. Đó chỉ chúng ta thấy ở khu vực ở dưới đó là phần lớn những cái building. Nhưng mà đặc biệt cái khu Việt Nam thì nhìn khác hẳn luôn. Đó là khu Cabramatta, tức là vào đầu thập niên 80 khi người Việt Nam đến tị nạn ở đây để làm ăn buôn bán. Thì sau một thời gian thì người Việt Nam mướn lại hoặc sang lại những cơ sở thương mại để bắt đầu làm ăn. Thì khi người Việt Nam gia tăng, số người gia tăng, cơ sở thương mại gia tăng, nhà cửa cũng tăng theo, vật giá leo thang, thì lúc đó người Nam Tư và người Ý ở đây không chịu đựng nổi, dần dần phải rút lui hết. Và bây giờ hầu như tất cả cơ sở thương mại ở tại Cabramatta phần lớn là do người Việt Nam làm chủ.
đến Capramatta. Nói là bánh mì Việt qua lại cũng biết đó phải không? Ngon nhất trong này luôn. Chảy miếng, để ớt nó nha, tiêu ớt đầy đủ nha, nhiều maxi nha. Nhiều tiêu á. Dừng tên. Dạ. Không thích quay hả? Nó đẹp quá trời, muốn cho người ta quay. What do you think? Good. Mới ăn tô phở no đó, ăn vô khó em biết lắm. Nhưng mà được cái bánh mì xốp, giòn, không có bị cứng cái miệng. Pate nhiều rất ngon, thịt thơm. Ngon quá, ngon, ngon. Lúc đầu họ cũng quần tụ làm chỗ, vì cái nhu cầu phải tương trợ lẫn nhau. Nhưng rồi đó, càng ngày ấy, khi mà họ làm ăn khá giả, con mắt họ nhìn ra sao, bắt đầu họ lại bung ra. Họ lại bung ra, họ đi những cái vùng khác. Thì ở dưới Banh Sao là một đúng là một cái điểm mà nó gần phố thị, phố xá tương đối, nó cũng nó đầy đủ để cung cấp cho người ta. Thì người ta lại cũng tụ về đó. Đây là khu vực Banh Sao, thành phố thương mại lớn thứ nhì của người Việt Nam ở tại Sydney. Ở nơi đây tập trung hầu hết là các cơ sở thương mại thương vị người Việt Nam, và đây cũng là một địa điểm hấp dẫn của người Việt Nam tại Sydney. Và có thể nói là số lượng xe rất là đông, đến độ là ở phía dưới không có chỗ đậu xe, người Việt Nam phải đậu xe ngay ở trên những tầng lầu trên của những cái khu chứa xe. Chỗ đó là chỗ hotel đó, chỗ hotel đi qua Phở An, cái hotel ra ra mình bước mình đi bộ ngang chỗ Phở An. Cũng giống như là Melbourne, khi nghệ sĩ bước chân đến Sydney là đòi bầu xô cho bằng được, phải tìm đến một tô phở thật nóng, đó là Phở An hoặc là Phở Pasteur. Riêng Phở An được kể như là tiệm phở lớn nhất nước Úc. Và đặc biệt hơn nữa là hệ thống order mà Việt Thảo chưa thấy bên Mỹ như vậy. Order bên ngoài là bên trong đổ nước lèo. One moment please. Table 1801. Yeah. Bò biên chế. Trình bày. Tái riêng. Rồi xong, có chữ tái riêng. Vô kê xong Nhân Sơn. Tới Thảo. Thiết Ngân, Thiết Ngân. Rồi, dạ, một cái tái sách nhỏ. Một cái tái sách nhỏ. Đơn nha. Đơn. Xem luôn. Rồi xong. Tất cả xong. Đây là một cái program để lấy order, và đặc biệt khi lấy order bên ngoài send thì lập tức ở bên trong nhận được tín hiệu order, ở bên trong có thể làm phở. Đây là một trong những phương pháp lấy phở order rất nhanh mà không bị lẫn lộn. Ngay từ xa chúng ta nhìn thấy đó là Sydney Opera House, mà người Việt Nam thường gọi là nhà hát con sò. Đây là một trong những biểu tượng độc đáo của thành phố Sydney. Nhiều lần trung tâm Nhân Sơn đã định thực hiện một chương trình thu hình tại đây nhưng không được, vì luôn luôn có ít nhất là 5 chương trình ca nhạc kịch luân phiên trình diễn hàng năm và là một trong những nơi trình diễn bận rộn nhất của thế giới. Nối liền hai vùng Bắc và Nam của thành phố, đó là Sydney Harbour Bridge, mà người Việt Nam gọi là cây cầu cảng. Cầu dài nửa cây số, với 50.000 tấn sắt bắt dính vào nhau với 6 triệu con tán bù loan. Cầu đã được khánh thành vào năm 1932, đã làm tăng thêm vẻ đẹp cho thành phố Sydney. Rất nhiều tiệm bán trái cây ở tại khu Banstar. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng mà có đầy đủ các loại trái cây nhiệt đới. Nếu mà không có được từ Úc, thì cũng nhập vô từ Thái Lan hay Việt Nam hay bất cứ nơi nào đó. Cho nên Úc Châu, và đặc biệt riêng tại Sydney, không bao giờ thiếu trái cây, cho dù bất cứ mùa nào, ngay cả mùa đông cũng vậy. Đây là quýt nè, bơ nè, mít nè. 9.9 cent một ký, chạy ra khoảng 2 pound không? Đây củ năng. Đặc biệt đi tới bây giờ mới gặp củ năng, đó củ năng Việt Nam. Ngọt. Khiết Ngân ăn cá sấu chưa? Khiết Ngân có order xong rồi nhưng mà không dám ăn. Chưa từng ăn? Chưa ăn cá sấu và chưa ăn cả kangaroo. Thịt kangaroo á, gặp nhiều nước miếng. Thịt ngọt chứ không lạc, không chua. Nó khác hơn thịt nai chỗ đó. Cái thứ hai là thịt, cái độ mềm của nó không mềm như thịt bò, nhưng mà nó cứng, không cứng như thịt nai. Nó ở độ giữa của cái độ mềm của thịt bò và độ cứng của thịt nai. Thấy? Dạ, giống cái gì? Giống thịt kangaroo. Lần đầu tiên biết ăn ngon. Đây là thịt kangaroo nướng vậy. Có một điều đó là khi người thổ dân mà bắt được con kangaroo đó là đầu tiên là ăn cái đuôi trước. Không biết cái đuôi nó bổ như thế nào mà người thổ dân rất quý cái đuôi đó.
Ví dụ như mình đến thăm một bộ tộc người thổ dân, mà khi họ bắt con kangaroo thì cái món đầu tiên mà về thịt kangaroo là người ta tặng lên cho mình là cái món thịt kangaroo. Ăn thịt kangaroo phải uống vào một hớp VB mà người Việt Nam hay gọi cái tiếng quen thuộc là Victoria Beer. Nhưng mà từ BBB tức là bitter, bitter tức là vị đắng. VB tức là Victoria Bitter là vị đắng của tiểu bang Victoria Úc Lại Lợi. Nói về cá sấu ở Úc Châu thì cá sấu Úc Châu ngoài thiên nhiên còn có nuôi được tại các farm rất lớn. Một farm có thể nuôi tới hàng 30.000, 50.000 con dùng để xuất khẩu da cá sấu, còn thịt thì gửi đi các chợ để bán. Thịt cá sấu ăn rất ngon nếu chúng ta biết cách làm. Cá sấu có thể ăn được 7 món, 8 món, 10 món tùy theo cách chế biến. Có người ăn cá sấu sống, tức là ăn sushi. Có người ăn cá sấu với hình thức nấu canh chua. Nhưng mà cá sấu ngon hay dở là tùy theo lứa tuổi của nó. Ở cái lứa tuổi 3 tuổi là lứa tuổi lý tưởng nhất đang thịt cá sấu vừa giòn vừa ngon. Cá sấu nó cũng có chỗ có mỡ, có chỗ có thịt, và người ta có nhiều nơi người ta lọc mỡ. Nhưng thật sự mỡ của cá sấu ăn rất béo và rất ngon. Ở nước Úc cá sấu quá nhiều, và thậm chí người ta nói rằng ở đặc quyền chỗ nào có nước là nơi đâu có cá sấu. Thế những đầm lầy hay những vũng nước mình tưởng rằng không có những cá sấu đầy hết, thì cá sấu nhiều đến độ nó sinh trưởng không bắt nổi. Thành ra bây giờ chính phủ cho lệnh người dân Darwin có quyền săn bắt cá sấu và một năm bắt được 6.000 con. Thịt cá sấu sau khi nướng chín xong, mình có thể dặm thêm một miếng bơ cho nó thơm. Người nào thích ăn giòn thì để lâu, người nào thích ăn sớm, ăn juicy thì ăn sớm một chút. Thôi dài không? Dài hơn thịt kangaroo. Dài hơn kangaroo. Dài. Nhưng mà dài tới mức độ mà mình ăn không được. Dài của mình, dài thứ nhất là độ dai và độ giòn của cá sấu vẫn là cái tiêu chuẩn đặc biệt nhất của thịt cá sấu. Dân nhậu khoái nhất là gì? Là nhai cái dai, nhai cái giòn và từ từ thấm vào cái chất ngọt, cái đó mình là cái đã. Ở đây cái tiệm làng nướng gì đó, làng nướng Đồng Khánh không có kêu mình đến quay, phải không nè? Mình tự động mình tìm đến quay và trong chốc lát sẽ trả tiền tiệm đồng hành. Chứ đây không phải là quảng cáo. Nếu quay như thế mà nó quảng cáo là không đúng. Quảng cáo có nghĩa là tiệm trả tiền cho mình rồi mình làm quảng cáo, thì như vậy mình phải làm theo đúng ý của người tiệm, chủ tiệm muốn. Nhưng ở đây là tự mình order. Dạ, mình tự order, mình muốn ăn như vậy mình làm như vậy. Đúng rồi. Ngon hay dở là tùy khẩu vị của mình không bị lệ thuộc vào tiệm, có phải không nè? Đúng rồi. Rồi. Ok, nhập cô anh em. Mời. Canh chua, canh chua, canh chua. Thảo cũng xin được lưu luyến chia tay với Sydney, với Melbourne, với Brisbane, với Perth, với Darwin, với Cairns, nói chung là với cộng đồng Việt Nam ở tại Úc Châu, một miền đất nước xa xôi ở cực nam bán cầu, nhưng có một sự đoàn kết vững mạnh, yêu thương nhau, đùm bọc nhau và đưa cộng đồng Việt Nam phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực. Chuyến đi Úc lần này chắc chắn rằng không thể nào đưa ra hết được cái hay, cái đẹp của cộng đồng Việt Nam ở toàn địa bàn Úc, cũng như những vẻ đẹp, những độc đáo của nước Úc. Hy vọng rằng trong dịp tới, trong phần documentary, Việt Thảo sẽ được giới thiệu đến quý vị những độc đáo khác nữa của cộng đồng Việt Nam và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người Việt Nam, những anh chị em, những người đã giúp chúng tôi thực hiện thật xuất sắc cái phần tài liệu này. Và hẹn ngày gặp lại.